Các nhà khoa học máy tính hiện đang làm việc tại Viện Kỹ thuật Karlsruhe, Đức cho biết phát minh mới này là một bước đột phá trong công tác nghiên cứu các ứng dụng công nghệ vào đời sống hàng ngày. Hệ thống e-writing gồm các bộ cảm biến gắn vào chiếc găng tay có nhiệm vụ ghi nhận những cử động ở tay, máy tính nhận biết những tín hiệu có liên quan và chuyển chúng thành ký tự. Ký tự sau đó được dùng để tạo email hay tin nhắn. Nhà nghiên cứu Christoph Alma cho biết, hệ thống e-writing thực chất là một chiếc găng tay đặc biệt. Chiếc găng tay này có gia tốc kế, cảm biến chuyển động, cảm biến độ góc. Tín hiệu sẽ được ghi lại và truyền qua Bluetooth đến máy tính xách tay. Hệ thống có thể nhận biết những câu hoàn chỉnh được viết hoa, những phong cách viết khác nhau của từng cá nhân và có kho từ vựng gồm 8.000 từ. Các nhà phát triển cho biết tỷ lệ lỗi của hệ thống là 11%. Kỹ thuật thu nhận tín hiệu chuyển động đã không còn lạ lẫm và khá đơn giản. Nhiệm vụ quan trọng là phải làm thế nào để chuyển những tín hiệu đó thành ngôn ngữ viết. Chúng tôi đang cố gắng hoàn thiện hệ thống này. Cũng theo các nhà khoa học của Viện Kỹ thuật Karlsruhe, hệ thống e-writing được thử nghiệm với quy mô nhỏ và thu được kết quả khá tích cực. Họ kỳ vọng trong tương lai không xa, e-writing sẽ tạo nên cơn sốt trong giới yêu công nghệ.